Em xin chào toàn thể anh chị ạ, chào mừng anh chị đã quay trở lại đến video của bên em chị nhé. Chúc anh chị buổi chiều vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và trong video ngày hôm nay em gái mới hoàn thiện xong một siêu phẩm VIP cũng như là một tác phẩm trên một phôi gỗ rất là lớn. Trước tiên đi sâu tác phẩm, em gái xin thông báo lại địa chỉ như cơ sở bên em ạ. Cơ sở bên em nằm trên đường quốc lộ 38, làng nghề mộc nổi tiếng Đông Sa, Văn Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Với số hotline quen thuộc 0944812986, 0822338345. Anh chị ưng ý nào mong muốn sở hữu tác phẩm bên em có thể liên hệ. Và các bạn qua Zalo hoặc anh chị nào ở gần cơ sở bên em có thể đến trực tiếp cơ sở để cùng thưởng lãm tác phẩm của chị nhé. Và không để đấy, chị cho nên mình chờ đợi lâu, em gái xin thông báo kích thước cũng như là giá cả để chị thể cân đối không gian và tài chính bên mình. Kích thước là bên em bao gồm phí vận chuyển, đặc biệt là tặng kèm anh chị một chiếc kỷ rất là xinh xắn mà bên em có gắn 4 chữ vạn sự như ý, mang lại một gia đình hạnh phúc, một gia đình đầm ấm cho em gái chị nhá. Và tác phẩm ở trên đây là em gái chế tác là cụ thiềm tư, hay còn gọi là ngũ cốc chiêu tài hút lộc, là những linh vật linh thiêng trong phong thủy ấy chị nhá. Anh chị ngắm cho em diện mặt của những cụ thiềm tư, người nghệ nhân bên em đã không tiếc công tiếc sức để chế tác là làm một cái tác phẩm ăn ý nhất. Từ những phần sấy âm dương bên em cũng mò rất là tròn, hay là những cái phần sống mũi, hay là những cái phần bụng cụ bên em đục càng to tròn bao nhiêu càng mang lại tài lộc bấy nhiêu. Với những cái đường vân gỗ thì bên em để hoàn toàn tự nhiên này chị nhá. Từ những cái phần sống lưng hay là những phần gai lưng bên em cũng trơn tỉa rất là sạch sẽ, không để lại một tí gợn nào. Và đặc biệt là với những cụ thiềm thừ thì miệng luôn đi kèm đồng tiền. Với những cái đục tiền thì bên em cũng mò rất là tròn và làm những phần mặt trơn tỉa rất là kỹ càng cho em gái. Và xung quanh tác phẩm là cụ thiềm thư, mỗi cụ chiêu tài hút lộc và mọi thứ khác nhau đấy để ngắm cho em ạ. Và những cụ thì đang chân đang chính trên là những cái chú tiền tài lộc, mang lại tiền tài của cải, mang lại sự may mắn tới gia chủ để chúng ta. Một tác phẩm hàng lục kinh bằng tứ diện, và để cân đối lên một tác phẩm trên một khối gỗ rất là lớn, em gái có điểm theo là những cái bát vàng hay là những cái đồng tiền tài lộc tầng tầng lớp lớp lên nhau, một cái tác phẩm rất là giá trị cho em gái. Mặt trước hay mặt sau thì em gái cũng làm rất là kỹ càng. Một tác phẩm mà chị để trong không gian phòng khách nhà mình, hoặc để trong không gian mà chị đang làm việc, hoặc làm cái món quà tặng những người bạn bè, những người thân trong gia đình thì rất là tuyệt vời. Và chị nào mà ưng ý nhờ cân đối được không gian cũng như tài chính bên mình rồi, hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0944812986, 0822338345 để cùng sở những tác phẩm phong thủy bên em. Và rất ít thời gian thì em gái mới tìm kiếm và lựa chọn được những ngôi mộ đẹp như này. Thế chị nhà mình đã ưng ý rồi thì hãy nhanh tay lựa chọn tác phẩm dinh về không gian phòng khách nhà mình anh chị nhé. Bên em xin tạm dừng video tại đây và chúc anh chị một buổi chiều vui vẻ tràn đầy năng lượng.